chứ trên nguyên tắc thì cũng không thể chấp nhận. Nhưng dẫu mà gì, nhiều cành quá mình đi chi tiết thì có thể tạm chấp nhận được, nhưng mà mình có thể chéo kẽm ở dưới, dấu ở dưới, dấu ở dưới, không dấu không thể để lộ ở trên. Bây giờ là mình gặp một cái trường hợp để tìm thử cái trường hợp nào nó trở ngại rồi mình giải quyết nó làm sao. Nhưng mà đại đa số mình khi mình mới học đi kẽm á, mình bị cái trở ngại đó rồi cả mình nhức đầu, mình không biết làm sao giải quyết. Nếu mà mình là cái người không sợ tréo kẽm, còn sợ tréo kẽm, còn nếu mà một người mà không sợ tréo kẽm thì cái đó chuyện nó đơn giản quá, đúng rồi, tréo thôi. Thôi cái đó là, cái lúc đó gọi là đi bừa đúng không? Đó. Đó. Thì bây giờ thí dụ như bây giờ mình chọn, thí dụ như bây giờ đó, bắt đầu từ đây đi ra, trước tiên là mình đi cái cành đầu tiên phải không? Rồi theo anh thì anh muốn đi vô cành nào? Tùy theo mình bao nhiêu cành để mình liệu mình phân bổ chứ, tại vì mình phải đến lúc đó là mình phải tiên lượng rồi. Không, chứ thường thì mình đại đa số mình ngại vô một cái trường hợp á là mình muốn đi cái cành này, đi cái cành này cho nó gần, ít thấy kẽm. Nhưng bây giờ mình thử tiểu bác cái sợi kẽm này vô cái cành chậm này nha. Giờ tiếp tục đi phải không? Anh đi qua đây đó, nếu mà anh bắt vô cái cành này nó không có đủ lực. Đúng rồi, không có. Dầm thấy sâu quá ha. Không khóa được. Thấy không? Không khóa được. Rồi, là mình gặp một cái trở ngại rồi. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình đi. Không nhất quyết, không bao giờ mình nghĩ là cành này phải đi với cành này, hay là cành này phải đi với cành này. Đừng bao giờ nghĩ ra trong đầu anh hết. Ồ. Khi mà anh nghĩ là anh sẽ bị trở ngại, anh tới đến tréo kẽm cái anh không biết giải quyết làm sao. Tháo ra đi ngược sau lưng nó cũng tréo, không biết làm sao, mình trở ngại cái mình rối, cứ cái tìm cách giải quyết nó không biết cách giải quyết làm sao. Trước tiên mình cái cặp này theo cái sợi kẽm cũ đi, gặp anh này, ô tiện quá, anh này không có tréo gì hết trơn, vừa gọn, câu vô anh này. Cho mình kiếm cắt kẽm trước cả đi. Cái vẫn là bên. Thấy không? Cái chuyện hai kẽm nó qua bên cũng chẳng sao, mình thường thường. Đúng rồi, mình muốn cho nó đi cho nó hài hòa. Mình nghĩ là phải. Cái nghệ hòa hài hòa hai bên. Đó, đó, bây giờ kế tiếp á, mình đi tới cành này. Thấy không? Tiếp tục đi cành này. Vô cành này qua đây cái kéo rồi. Chết rồi. Thế rồi bây giờ mình phải làm sao? Thấy không? Đi qua đây là mình chéo rồi. Chéo kẽm rồi. Thấy không? Đây là cái mình phải giải quyết nè. Bây giờ mình giải quyết làm sao? Tháo con kia ra. No. Đi đây. Anh lùi lại, ngược lại. Dư sợi kẽm này. Bây giờ đi qua này đi ngược ra lại hả? Tại sao? Không, mình cứ à, đi từ trong ra chứ ai đi từ ngoài vô. Cuốn sợi kéo ở đây mình đi một sợi này thôi. Thì cái trường hợp này đó. Ok. Mình chỉ câu anh này vô đây. Mình đi một sợi này. Đi một anh này thôi. Mình đi anh này là xấu nữa. Chết rồi. Khó khăn quá. Hở kẽm xấu quá. Thấy không? Tại sao mình câu nó vô anh này, giải quyết được vấn đề, không có dấu, không có dấu, câu vô thôi, không có chồng, câu vô cái cành cái này, không, mình giải quyết được vấn đề liền, tôi là khóa vào một cái cành gần đó, khóa cho nó một thằng lợn mà nó thuận, thuận lợi, đúng rồi, giải pháp ha, rồi, thấy không, rồi, mình giải quyết cái vấn đề này dễ dàng quá, thấy chưa, rồi, đúng rồi. Nào. Làm câu cái cành cái bên. Không, cái cành nào mà không bị kéo mà nó thuận lợi là cứ làm thôi. Thuận lợi mà nó. Thôi rồi, tôi hiểu rồi. Nghe là có cái mỹ thuật chút. Tôi là tôi đi bừa. Thật sự là hồi đó nếu mà trường hợp tôi như vậy là tôi phải đi bừa cho nó trồng một cái cành thôi. Chấp chân kéo một cái, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái giải pháp của anh đó là anh nói giải pháp rằng là đi vào cái cành nào gần nhất và nó không kéo. Thuận tiện nhất. Thuận tiện. Ok. Ok. Chứ tôi thật sự hồi đó là nếu trường hợp như vậy tôi đi bừa.
Có gì nữa tôi đi, tôi đi hết, tôi đi đều hết, nhưng mà riêng cái chỗ đó nó bị trở ngại thì tôi phải đi bừa thôi chứ sao vậy? Phải không? Anh em có giống tôi không? Chứ không làm sao mà giải quyết. Đó là cái trường hợp mà mình thôi chắc cái nó đi. Bị trở ngại. bị trở ngại nhiều. Anh em thấy không? Dạ. Mình hầu như mình bị cái trở ngại nhiều. Cuối bất lợi mới lòi ra để chém tôi. Thì đúng rồi, thì mình phải đi bừa thôi đúng không? Nếu mà trường hợp ấy cho cái làm sao lấy bỏ. Đó, cho bây giờ mình bắt tôi là tôi đi bừa. Bây giờ mình bắt cái cành này đến cái tư duy cũ đó mình thấy như nó nhiều cành quá thôi, sao cắt bỏ mình lựa cái này theo cái kia thì nó giải quyết được không? Cái để làm gì được, bỏ cũng được, bỏ cũng được, lược ra cũng được, nếu mà nó nếu cho phép nếu cho phép thì tôi không cho phép á. Cho vậy á, tôi để luôn. Mà khi mình để về đã thì nó nhiều quá, rậm rạp quá. Thì bây giờ làm sao? Thôi tạm để đi. Thì chút xíu tôi giải quyết nó sao. Tôi sẽ chỉ anh em tại sao mình để. Thấy không? Bây giờ mình tạm thời đi qua cái anh này. Lý tưởng cho cái anh này quá. Quá lý tưởng rồi. Thấy không? Cái nào dễ làm trước đâu không? Từ sau à, bây giờ quá lý tưởng chưa? Đi vô cái cành này quá đẹp. Kế tiếp. Rồi, để mình lấy kẽm thêm đi tiếp nữa. Nói hoài là không có làm.